Rồi rồi rồi. Mẹ múc cho con nè, con làm gì vậy? Đặc sản của gà ở trên đây nha các bạn thấy không? Đó, nó rất là nhỏ, đây là chắc là gà đồi á, gà nhảy đồi á. Cơm lam ở đây là họ để trong cái ống tre luôn nè, chứ không phải là như mấy chỗ khác rồi đem ra ống cơm không. À coi đây là họ còn trong ống tre. Bắt mình thay gõ tấp cho từ từ. Trời ơi, dính đây rồi mình mình sẽ ăn với đậu phộng với mẹ. Mọi người nha, lần trước mình có làm một cái clip về gà nướng lu ở Mộc Châu, Sơn La đó. Hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục quay lại với cái món gà nướng nữa nha. Nhưng mà lần này là ở Pleiku, tỉnh Gia Lai. Rồi, mình đang có mặt ở quán Bazan nè. Mình sẽ cho mọi người xem quán này nha. Lên chưa? Muối lá é chấm gà. Đúng rồi. Còn đây là chấm cơm. Này là đậu phộng với mèo á, muối mèo. Hả? Mai mới đi. Gà nướng của quán nhà đặc sản Bazan. Cơm lam. Rồi thấy không? Bây giờ này là nó gà nó nhảy đồi á. Đặc sản nó chắc là này là họ nướng trong lu cái hàng sau. Mình để thôi sao? Không biết nó cái da nó có dai giống y như là ở trên sẽ chấm với cái lá vừa nãy mình quên mất tiêu rồi. Lá é hả? Không phải không? Đây. Cái lá nó thẹt thèo. Giòn lắm, gà ngon mọi người. Gà này chắc tầm chừng 1 ký à. Không có 1 ký hả? Cái lá nó ngộ lắm. Giòn. Cái lá nó ngộ ngộ, mới giống như muối. Đúng là gà nhảy đòn. Rất là thơm, rất là ngon. Được, ăn chung thì được. Heo đừng xào xả ớt. Hai chén nha mẹ. Hai chén. Kiếp. Chiếc ăn cơm. Heo đừng thì bây giờ thì không có hiếm gặp nữa, rất là dễ gặp. Nhưng mà thì lên đây phải ăn thử heo đừng. Cơm lam ở đây là họ để trong cái ống tre luôn nè, chứ không phải là như mấy chỗ khác rồi đem ra ống cơm không. À coi đây là họ còn trong ống tre. Bắt mình thay gõ tấp cho từ từ. Cơm. Trời ơi, dính đây rồi mình mình sẽ ăn với đậu phộng với mẹ. Gần nhiều cỏ rầm. Cơm lam công nghiệp cho nên rất là khó tìm được cái chỗ mà cơm lam là nóng vậy nha các bạn. Đến đây là nhớ phải thử nha. Tắt đi hả? Gà. Yeah.